hình tượng gà trống. Linh vật thứ 10 trong 12 con giáp theo tín ngưỡng của người phương Đông. Có ý nghĩa đại cát đại lợi, mang lại sự may mắn, cát tường đến với gia chủ. Với dáng dấp khỏe mạnh, đôi mắt tinh anh đầy khí khái, đặc biệt với chiếc đuôi dài, cong như đuôi phượng hoàng vốn tượng trưng cho quyền lực và sự sung túc. Bên cạnh chú gà trống là đóa mẫu đơn giúp tăng thêm nét phú quý, sự sang trọng cho tác phẩm. Theo quan niệm dân gian, hình tượng gà trống ngẩng cao đầu cất vang tiếng gáy, báo hiệu nhiều điều tốt đẹp cho ngày mới, giúp người sở hữu luôn giữ được thế tự tôn vững vàng, làm chủ trong công việc và cuộc sống.